Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, chúng ta đến với phần 3 của bộ truyện Ma Đao. Chương 5, xác chết thay đổi. Quán xá hai bên phố lúc bấy giờ đều sáng rực, ánh đèn, người đi lại nhộn nhịp ồn ào. Thẩm Thăng Y cúi đầu bước đi, chẳng phải vì việc Phương Trực tới ký viện, mà là trong lòng rối bời, chỉ muốn tĩnh tâm. Chàng cúi đầu không thấp lắm, cũng không phải vì trong lòng rối bời mà không nhìn thấy những người phía trước mặt đi tới. Có mấy người trước mặt đi tới nhưng không ai đụng vào Thẩm Thăng Y, dù mắt có như mèo mù cũng tránh chàng. Sau mấy người này chừng 2 trượng không ai đi tới nữa, Thẩm Thăng Y cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Rồi dường như chàng nhìn thấy một đôi giày quen quen, một vạt áo dài màu xanh quen quen. Người này đứng yên trước mặt Thẩm Thăng Y, dường như chờ Thẩm Thăng Y đụng vào. Thẩm Thăng Y không đụng vào y, bất ngờ lách qua một bên, lại bất ngờ ngẩng đầu lên. Trong chớp mắt ấy dường như chàng đột nhiên bị điện giật, giật nảy mình một cái, đứng sững tại chỗ. Người biết chàng lúc ấy mà nhìn thấy ắt sẽ cho rằng mình gặp người khác. Chắc chắn rằng cho đến lúc ấy, chưa ai nhìn thấy Thẩm Thăng Y sắc mặt trở thành như thế. Trong chớp mắt ấy Thẩm Thăng Y sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Hai mắt chàng cũng mở to, miệng hơi há ra, như vừa mắc phải một cục xương trong cổ họng, tỏ vẻ vô cùng hoảng sợ. Chàng tung hoành trên giang hồ, ra sống vào chết, không biết đã trải qua bao nhiêu cảnh nguy hiểm, đã gặp bao nhiêu người đáng sợ, nhưng những cảnh khiến chàng hoảng sợ thật rất ít. Khiến cho chàng hoảng sợ như thế này càng rất ít. Không những hoảng sợ, mà còn hoảng sợ tới mức chết điếng không nói ra lời, tim như ngừng đập. Người đứng trước mặt chàng trên toàn thân chẳng có chỗ nào có thể khiến người ta hoảng sợ, khuôn mặt cũng rất bình thường, có điều giống hệt một người. Rất giống một người bạn thân, nhưng người bạn ấy của chàng trước đây một khắc đã biến thành một người chết. Một người chết không thuốc nào cứu được nữa, một người đã chết hoàn toàn. Phương Trực đứng trước mặt Thẩm Thăng Y, cản đường Thẩm Thăng Y là quân tử Phương Trực vừa biến thành xác chết không lâu. Y nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Thăng Y như vậy cũng ngơ ngác, kế đó khẽ mỉm cười. Nụ cười này chẳng có gì là không ổn, nhưng Thẩm Thăng Y nhìn thấy thì toàn thân nổi da gà. Phương Trực, trong cổ họng Thẩm Thăng Y bật ra hai tiếng khò khè, mà cũng như là rên lên. Nụ cười trên mặt Phương Trực càng tươi hơn, kính cẩn nói. Thẩm huynh khỏe chứ? Không khỏe. Thẩm Thăng Y cười gượng, trong lòng đã bình tĩnh trở lại. Phương Trực hắng giọng một tiếng, nói. Tiểu đệ nhìn thấy Thẩm huynh từ xa, có vẻ đang nghĩ ngợi gì lung lắm, nếu đột ngột bước lên gọi chỉ sợ Thẩm huynh giật mình, cho nên kính cẩn đứng đón ở đây, không ngờ vẫn còn làm Thẩm huynh giật mình. Thẩm Thăng Y chú ý lắng nghe từng lời từng chữ đều rất rõ, không nghi ngờ gì nữa, đúng là thanh âm của Phương Trực, lời lẽ cũng giống hệt lời lẽ của Phương Trực thường ngày. Con ma này dữ thật, lúc ấy Thẩm Thăng Y chợt có ý nghĩ như vậy, bất giác cười gượng một tiếng. Phương Trực lại nói tiếp. Có lỗi quá, xin bỏ qua, xin bỏ qua. Thẩm Thăng Y chỉ cười gượng. Lâu nay Thẩm huynh vẫn bình yên chứ? Thẩm Thăng Y hít sâu vào một hơi. Lâu nay vẫn bình yên, chỉ mới rồi ta sợ chết khiếp. Phương Trực cười cười. Dường như đây không phải lần đầu Thẩm huynh từ ký viện đi ra mà. Thẩm Thăng Y lạnh lùng hỏi. Ngươi thấy ta ra cổng lớn viện Di Hồng à? Thẩm huynh khí vũ hơn người, cho nên tiểu đệ phải đi một quãng mới dám đón. Phương Trực lại cười cười. Thẩm huynh không nói tiểu đệ cũng biết Thẩm huynh vào viện Di Hồng là có lý do gì đó, chứ không phải để vui vẻ. Thẩm Thăng Y chậm rãi hỏi. Ngươi cho rằng ta vào ký viện để chơi bời, bị một người chính nhân quân tử như ngươi bắt gặp nên giật mình phải không? Đệ hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Thẩm Thăng Y nhìn Phương Trực từ trên xuống dưới, đột nhiên nói. Ngươi là một người quân tử mà. Phương Trực than. Ta chỉ làm những việc mình thấy là nên làm, chẳng có ý làm quân tử gì cả. Thẩm Thăng Y lại nói. Xưa nay ngươi chưa từng nói láo mà. Không phải là không, chỉ tóm lại là không hay nói láo. Thẩm Thăng Y trầm giọng nói. Vậy bây giờ ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời cho thành thật. Xin Thẩm huynh cứ hỏi. Mới rồi ngươi ở đâu? Trước khi rời khỏi quán thì ở quán. Còn sau khi rời khỏi quán, thì đi về phía này, vừa may gặp Thẩm huynh. Ngươi không vào viện Di Hồng sao? Nếu thấy cần thì ta sẽ vào, có điều cho đến hiện nay vẫn chưa thấy cần. Phương Trực lạ lùng nhìn Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y lạnh lùng. Ta chỉ hỏi mới đây thôi. Phương Trực cười gượng. Cho đến nay vẫn chưa thì mới rồi dĩ nhiên cũng chưa. Thẩm Thăng Y ngẩn người, đến giờ chàng mới phát giác ra lòng dạ mình đang rối bời, ngay cả lời ăn tiếng nói cũng hồ đồ. Chàng ngẩn người nhìn Phương Trực, dường như đến nay mới được nhìn rõ người này, Phương Trực cũng ngẩn người nhìn Thẩm Thăng Y, vì cái lối Thẩm Thăng Y nhìn y, mà cũng vì thái độ lạnh lẽo lạ lùng của Thẩm Thăng Y lúc nói chuyện, giống như là cố ý làm ra vẻ như thế, chắc chỉ có chàng mới hiểu lý do thôi. Cuối cùng Thẩm Thăng Y cũng đã thấy rõ là trong mắt chàng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên chàng cũng theo đó mà ngờ vực Phương Trực. Hai người ngơ ngác nhìn nhau một lúc, rồi Phương Trực cất tiếng hỏi trước. Rốt lại là có chuyện gì vậy? Thẩm Thăng Y buột miệng. Ngươi không biết à? Phương Trực lắc đầu, cười gượng nói. Ta chỉ biết có một chuyện. Thẩm Thăng Y hỏi. Chuyện gì? Phương Trực chép miệng một cái. Là nãy giờ ngươi hoàn toàn trở thành một người khác, trước nay ta chưa thấy ngươi như thế này bao giờ. Thẩm Thăng Y lạnh lùng nói. Có phải là chưa kính chào vị quân tử nhà ngươi không? Phương Trực ủa một tiếng, trên mặt lại hiện vẻ lạ lùng, cứ theo phản ứng tự nhiên mau lẹ như vậy mà xét thì y quả không đóng kịch. Thẩm Thăng Y đột nhiên di động bước chân đi quanh Phương Trực một vòng, thân hình Phương Trực cũng xoay tròn theo Thẩm Thăng Y, vẻ lạ lùng trên mặt càng tăng. Y vừa định hỏi, Thẩm Thăng Y chợt dừng lại. Nghe nói ngươi không có anh em ruột nào. Phương Trực đáp ngay không suy nghĩ. Thì đúng là thế mà. Thẩm Thăng Y hỏi. Theo ngươi thấy ngoài anh em sinh đôi ra, có chuyện hai người tướng mạo giống hệt nhau không? Phương Trực ngẫm nghĩ. Không biết, có lẽ có, nhưng đến hiện nay thì ta chưa thấy. Thẩm Thăng Y thản nhiên nói ngay. Ngươi sắp được thấy rồi đấy. Phương Trực vừa định hỏi, nhưng Thẩm Thăng Y lại nói trước. Ngươi có biết ai tên là Nguyễn Hoàn không? Phương Trực nghĩ ngợi. Nguyễn Hoàn à, chẳng có chút gì là quen biết cả. Thẩm Thăng Y cười. Chuyện này là nói láo hay nói thật thì cũng sắp rõ ngay thôi. Phương Trực chỉ biết ngơ ngác nhìn Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y lại hỏi. Cả đời ngươi chưa vào kỹ viện lần nào à? Phương Trực thở dài. Ngươi bắt đầu không tin ta từ lúc nào vậy? Thẩm Thăng Y chậm rãi đáp. Mới đây thôi. Phương Trực hỏi. Vậy làm sao ngươi mới tin tưởng ta như cũ? Thẩm Thăng Y cười. Giản dị lắm, chỉ cần ngươi theo ta tới một chỗ. Chỗ nào? Viện Di Hồng. Thẩm Thăng Y cười sằng sặc như một thằng lưu manh. Phương Trực hoảng sợ nhảy dựng lên. Cái gì? Đi. Thẩm Thăng Y vẫy tay bảo Phương Trực đi trước. Phương Trực ngờ vực hỏi lại. Tới viện Di Hồng thật sao? Thẩm Thăng Y trợn mắt, rõ ràng không hề có ý đùa. Ngươi nghĩ là ta đùa à? Phương Trực đứng sững tại chỗ. Thẩm Thăng Y chậm rãi nói. Mà rốt lại xưa nay ngươi chưa từng tới ký viện lần nào, cũng khó có dịp thế này, sao không đi một lần để mở mang kiến thức? Phương Trực lắp bắp. Nhất định là ta phải tới đó à? Thẩm Thăng Y nói. Nhất định phải tới. Ngừng lại một chút lại nói. Nếu ngươi không chịu nhấc chân, ta cũng lôi ngươi đi. Phương Trực thở dài một tiếng than. Sư phụ ta từng nói rằng một người chỉ cần tự hỏi lòng không thấy có gì đáng hổ thẹn thì bất kể là tới chỗ nào cũng không sợ hãi. Thẩm Thăng Y hứng hờ nói. Thì ánh mặt trời cũng soi cả vào những nơi dơ bẩn, nhưng ánh mặt trời có dơ bẩn bao giờ đâu. Phương Trực lại thở dài. Thẩm Thăng Y lại giơ tay. Mời Phương huynh. Phương Trực chưa nhúc nhích, chỉ nhìn Thẩm Thăng Y. Nghe nói ngươi xưa nay rất bậy bạ, bây giờ xem ra quả không sai, có điều. Thẩm Thăng Y mặt trơ ra. Cái gì? Phương Trực lại thở dài. Thật ra khiến người ta không chịu được, may mà chúng ta quen nhau chưa lâu. Thẩm Thăng Y mặt vẫn trơ ra. Đây còn là lúc Viện Di Hồng đang rất vui vẻ, cho nên tốt nhất là ngươi đi mau lên. Viện Di Hồng có vui vẻ hay không cũng chẳng liên quan gì tới ta. Càng vui vẻ thì khách cũng càng đông, người quen ngươi lại càng nhiều. Phương Trực cười gượng nói. Xem ra cũng chẳng còn cách nào, ta đã không thể bịt mắt thiên hạ thì cũng không thể bịt miệng thiên hạ. Thẩm Thăng Y thản nhiên nói. Vả lại ngươi tự hỏi lòng không thấy có gì đáng hổ thẹn thì chẳng sợ gì miệng lưỡi thiên hạ. Phương Trực lại cười gượng một lúc. Thẩm Thăng Y nói tiếp. Chẳng qua các bạn bè của ngươi nhất định rất mong ngươi làm rõ một ý nghĩ của họ về ngươi. Phương Trực cười gượng cũng không nổi nữa, nhăn nhó nói. Đây có lẽ là một chuyện rắc rối lắm đây. Cuối cùng y cũng cất bước đi về phía Viện Di Hồng, dáng vẻ giống hệt như một phạm nhân bị giải ra pháp trường xử chém. Thẩm Thăng Y vừa đi vừa chạy, trên mặt chẳng có vẻ gì là cười cợt, mắt dán chặt vào lưng Phương Trực. Theo vóc dáng mà nhìn, thì Phương Trực này với Phương Trực lúc nãy cũng chẳng có chỗ nào khác nhau, nói cho cùng thì Thẩm Thăng Y nhận không ra. Trên đời lại có người giống hệt nhau như thế sao? Thẩm Thăng Y than thầm. Hai A Hoàn đứng ngoài cửa đưa mắt nhìn theo Thẩm Thăng Y đi xa dần, đúng lúc họ định trở vào thì thấy Thẩm Thăng Y bị Phương Trực chặn đường. Tuy họ không nghe hai người nói với nhau những gì, nhưng họ đều thấy rõ cử chỉ của hai người, cũng thấy rất kỳ quái, bất giác ghi nhớ. Kế họ lại thấy hai người đi về phía Viện Di Hồng, dĩ nhiên là đi vào viện. Thật gã Thẩm Thăng Y này nhiều chuyện quá. Hai A Hoàn đều không biết Phương Trực, nhưng cũng không hỏi lý do, họ chỉ biết Thẩm Thăng Y là người mà Tam Thư không trách móc, nếu lại đưa Thẩm Thăng Y trở vào trong viện, chắc cũng không bị mắng. Cho nên họ theo lời đưa hai người trở vào tới phòng Thu Hồng. Đúng trên hành lang, họ gặp Thượng Tam Thư. Xem bộ dạng Tam Thư cũng là muốn tới phòng Thu Hồng xem, bà ta quả thật quá to béo, đi một đoạn đường ngắn như thế mà cứ như leo qua 9 đèo 7 núi, thở phì phò. Nghe tiếng chân bước quay đầu lại nhìn, Tam Thư cũng đứng sững tại chỗ, vẻ kinh ngạc nhưng không phải vì thấy Thẩm Thăng Y quay lại. Thẩm Thăng Y nhìn thấy, trong lòng rúng động, chưa kịp mở miệng, Tam Thư đã nhìn Phương Trực chào. Phải Phương công tử không? Phương Trực sửng sốt. Vị đây là... Thẩm Thăng Y giới thiệu cho y. Đây là bà chủ của Viện Di Hồng, ngươi cứ gọi là Tam Thư. Phương Trực ngẫm nghĩ một lúc. Xin tha lỗi cho ta trí nhớ kém, quên mất là đã gặp nhau ở đâu. Tam Thư cười cười. Hôm mừng thọ Trương Thiên Hộ đại gia, có người chỉ cho ta biết công tử, chứ thật chưa từng nói chuyện với nhau câu nào. Bà ta nhìn Phương Trực một lượt từ trên xuống dưới. Phương công tử là bậc quân tử thế này, nên hạng người như chúng ta không thể với tới được. Phương Trực vội nói. Nặng lời quá. Tam Thư ánh mắt chuyển qua dừng lại trên mặt Thẩm Thăng Y. Thẩm công tử à, đây là chỗ chơi bời rất vui vẻ, nhưng dường như ngươi tìm lầm bạn đấy. Thẩm Thăng Y xoa xoa mũi. Có vui vẻ hay không thì bây giờ nói hơi sớm. Của Tam Thư ngờ ngợ nhìn Thẩm Thăng Y. Chuyện này nhất thời khó lòng mà nói rõ, phòng Thu Hồng trước mặt, chúng ta cứ vào xem một lượt đã. Thẩm Thăng Y lập tức bước lên trước đẩy Phương Trực một cái, Phương Trực chỉ còn cách bước tới. Ta cũng đang định vào xem. Tam Thư cũng cất bước. Thẩm Thăng Y đi bên cạnh Tam Thư chợt hỏi. Thượng Uy còn chưa báo lại à? Tam Thư lắc đầu. Thì ngươi bảo y ở lại xem chừng phòng Thu Hồng chờ ngươi trở lại mà. Thẩm Thăng Y cau mày. Ta chẳng hề dặn y như vậy. Dứt lời bước chân chợt mau hơn. Từ chỗ họ tới phòng Thu Hồng không xa lắm, Thượng Uy vẫn có thể nghe thấy họ chuyện trò mà vẫn không có phản ứng gì, thật là kỳ quái. Hay lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi? Một cảm giác không hay dâng lên trong lòng Thẩm Thăng Y, bước chân chàng càng mau hơn, vượt lên Tam Thư tới trước cửa phòng Thu Hồng. Cánh cửa vẫn mở rộng, Thượng Uy cũng vẫn ở trong phòng, nhưng đã trở thành một xác chết nên không hề có phản ứng gì. Vết thương chí mạng là ngay trên cổ họng, Thượng Uy trông rất giống một con gà bị cắt tiết, y ngồi lệch trên một cái ghế, đầu gác trên lưng ghế, máu còn chảy ròng ròng đọng thành một vũng lớn dưới đất. Mắt y mở to, trong mắt vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc, nụ cười trên môi chưa tắt hẳn. Xem dáng vẻ, rõ ràng y đang có chuyện vui vẻ thì bị cắt cổ, đúng lúc chết mới biết là có chuyện xảy ra. Hai chân Thẩm Thăng Y giống như bị đóng đinh dính cứng trên mặt đất. Tam Thư thở hổn hển đi cạnh chàng, vừa nhìn thấy quang cảnh trong phòng, bất giác la hoảng một tiếng. Phương Trực vốn có thể đi trước, nhưng rốt lại vẫn đi phía sau bà ta, trong tình hình thế này mà y vẫn giữ lễ, quả là một chuyện rất khó làm. Nhưng khi nhìn rõ quang cảnh rồi, vị quân tử này cũng bất giác sững người ra. Thẩm Thăng Y bước chân lại, lập tức tiến lên, thẳng tới trước giường. Hai xác chết trên giường so với lúc chàng rời đi dường như cũng vẫn thế, bộ mặt Phương Trực vẫn ngửa ra như cũ. Bộ mặt người chết này lại chuyển động, da thịt rung rung như mặt nước gợn, nhấp nhô liên tục. Bộ mặt y dường như bắt đầu biến đổi, không vui không buồn, tóm lại là không có vẻ gì cả, khiến người ta nhìn thấy chợt nổi da gà, phía dưới lớp da dường như có một ổ giun, một ổ kiến đang di động không ngừng. Thẩm Thăng Y xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt nào như thế, bất giác dùng mình ớn lạnh. Một cảm giác sợ hãi tức thời trào dâng trong lòng, thân hình chàng lập tức lui lại. Tam Thư và Phương Trực sống lúc ấy đang bước tới, thấy Thẩm Thăng Y đột ngột lui lại, đều cùng sửng sốt. Thẩm huynh! Phương Trực vừa thốt ra hai tiếng đã bị Thẩm Thăng Y vươn tay trái kéo lại, tay phải Thẩm Thăng Y cũng đồng thời giữ Tam Thư đứng lại, từ từ lui về phía sau. Tam Thư dĩ nhiên không phải vì bị đàn ông lôi kéo, nhưng bị Thẩm Thăng Y bất ngờ kéo lại cũng hoảng sợ rú lên. Tiếng rú chưa dứt, Thẩm Thăng Y đã kéo hai người bước tới trước giường nói. Các ngươi nhìn xem. Tam Thư và Phương Trực vừa đưa mắt nhìn, cũng đều cùng sững sờ. Phương Trực buột miệng hỏi. Ai thế này, sao lại giống ta thế? Tuy khuôn mặt kia vẫn nhấp nhô không ngừng, nhưng vẫn rất dễ nhận ra là so với Phương Trực thì hoàn toàn giống hệt. Tam Thư cũng lạ lùng. Vậy là có hai quân tử Phương Trực sao? Thẩm Thăng Y lạnh lùng nói. Y nói y tên là Nguyễn Hoàn, đó là ở trong viện Di Hồng, ngoài viện Di Hồng y tên gì thì thật khó nói. Phương Trực lắp bắp. Ngươi nói là y giả mạo ta phải không? Thẩm Thăng Y gật đầu. Ngươi nên lưu ý rằng trang phục của y rất giống với ngươi, lúc ta nhìn thấy y ngoài viện Di Hồng, ngay cả dáng đi của y cũng bắt chước giống hệt như ngươi. Phương Trực hoảng sợ nói. Vậy ngoài chuyện vào ký viện y còn làm gì nữa? Thẩm Thăng Y ánh mắt di động. Chuyện đó thì phải hỏi y. Bất kể y làm chuyện gì ta cũng dám chắc rằng mọi người đều cho rằng là ngươi làm. Phương Trực vuốt mặt một cái, rên lên mà cũng như kêu lên. Trời ơi! Thẩm Thăng Y nói tiếp. Các ngươi đã tin chưa? Tam Thư thở dốc chợt nói. Mặt của y sao thế nhỉ? Thẩm Thăng Y chưa trả lời, cũng lập tức xem tại sao. Khuôn mặt của Phương Trực chết lúc ấy bắt đầu có sự thay đổi, trên làn da đang nhấp nhô chợt hiện ra mấy cái lỗ thủng. Mấy cái lỗ thủng này hiện ra giống hệt như dưới lớp da có ổ giun hay sâu kiến gì đó đục để chui lên. Thẩm Thăng Y lạnh toát cả người, Phương Trực thì run lên lập cập, còn Tam Thư thì giống như sắp ngất đến nơi. Lớp da quanh mấy cái lỗ thủng mau chóng mất đi, mấy cái lỗ hổng mở rộng ra rất mau, không bao lâu đã hiện ra lớp thịt đỏ cùng xương trắng. Lớp thịt đỏ như tan đi, trên lớp xương trắng thì như có làn khói bốc lên. Thẩm Thăng Y cuối cùng lên tiếng. Nếu chúng ta tới chậm một chút, sẽ nhìn thấy một bộ mặt Phương Trực không nguyên vẹn. Phương Trực sống gật đầu lia lịa. Tam Thư run lên tiếp lời. Có người muốn thủ tiêu bằng chứng. Thẩm Thăng Y gật đầu. Chuyện đó lẽ ra họ phải làm trước khi bọn ta tới, nhưng không làm, mà chưa chắc là vì không đủ thời giờ, cho nên có lẽ vì họ muốn cho chúng ta xem một chút. Để làm gì chứ? Nếu nói là để cảnh cáo cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ là để cảnh cáo chúng ta không được làm ầm lên, cũng có thể là để cảnh cáo chúng ta không được tìm hiểu nhiều hơn. Tam Thư cười gượng. Một bộ mặt trở thành thế này thì nói ra cũng chẳng còn bằng cớ, ai mà chịu tin. Còn nói chuyện tìm hiểu thêm thì chỉ là nói đùa. Thẩm Thăng Y trầm giọng. Không phải đùa đâu, chuyện này không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn có người tạo ra Phương Trực thứ hai này đây. Ánh mắt của Thẩm Thăng Y ngưng lại trên mặt Phương Trực. Ngươi có biết Phương Trực này khi còn sống đã mang thân phận Phương Trực của ngươi làm những chuyện gì không? Phương Trực rõ ràng chưa nghĩ tới điều này, hoảng sợ nhìn Thẩm Thăng Y run run nói. Y. Thẩm Thăng Y thản nhiên nói. Vào kỹ viện chơi bời chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vậy thì Y đã làm gì rồi? Thẩm Thăng Y cười một tiếng. Không biết, hy vọng không phải là những chuyện quá tệ hại. Tam Thư an ủi. Có thể là tới lúc cần, bọn ta sẽ làm chứng dùm các ngươi. Nói được nửa câu chợt bà im bặt, bà ta vẫn không quên bà ta vừa mới nói gì. Phương Trực chỉ còn cách thở dài. Tam Thư ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa mắt nhìn Thẩm Thăng Y. Thẩm công tử danh vang thiên hạ, người ta không tin lời một người đàn bà như ta, nhưng phải tin lời một hiệp khách nổi tiếng chứ. Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói. Chúng khẩu đồng từ thì ông sư cũng chết, chỉ bằng vào thể diện của ta thôi thì chẳng có bao nhiêu tác dụng đâu. Phương Trực chợt nói. Bất kể thế nào, câu chuyện cũng sẽ rõ thôi. Thẩm Thăng Y gật đầu. Vậy ngươi nên mong mỏi là trước khi rõ chuyện sẽ có người tìm đến ngươi để đòi nợ, chắc không nhiều lắm đâu, nếu ngươi không thuyết phục được họ thì tạm thời ta sẽ giúp ngươi cho mọi chuyện được rõ ràng. Trong lúc họ đang nói chuyện, bộ mặt xác chết đã không còn giống một cái gì cả. Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm lên vết thương trên cái xác, từ đó lại có làn khói bốc lên. Kỳ quái! Thẩm Thăng Y cánh mũi chợt phập phồng, hai tay đột nhiên nắm lấy Tam Thư và Phương Trực kéo mau ra khỏi gian phòng. Thẩm huynh! Phương Trực vừa định hỏi, thì ánh lửa chớp lên trước mắt sáng lòa, tiếp theo là một tiếng nổ như sét dội. Cái xác Phương Trực kia cùng lúc ấy nổ tung, máu thịt văng tung ra bốn phía. Phương Trực lắc đầu cười gượng, hỏi. Người giang hồ các ngươi thường đều dùng cách hủy thi thể để xóa bằng chứng như vậy à? Thẩm Thăng Y cười nói. Người giang hồ khác thì ta không biết, nhưng người giang hồ là ta đây thì đây là lần đầu tiên gặp phải lối hủy thi thể như thế này. Thế ngươi cũng chưa từng nghe nói tới à? Thẩm Thăng Y gật đầu. Quân tử là tiếng hay kẻ được gọi là quân tử là một thứ người đặc biệt, chắc cũng vì lý do thế này. Vị quân tử nhà ngươi tao ngộ khác với người thường nhiều lắm, cho nên ngay cả người bạn giang hồ của ngươi là ta cũng được mở rộng tầm mắt. Phương Trực lại than. Không ngờ lúc này mà Thẩm huynh còn nói đùa được. Thẩm Thăng Y lấy vẻ mặt nghiêm trang nói. Thật mà. Phương Trực còn ngơ ngác. Thẩm Thăng Y nói tiếp. Ngươi thường ngày nếu từ lời nói tới việc làm đều giống như người thường thì nhất định không được ai tôn là quân tử, mà nếu ngươi không phải là một bậc quân tử ai ai cũng biết thì chắc là chuyện này không xảy ra cho ngươi. Phương Trực lại thở dài. Thường ngày ta chỉ làm những chuyện mà mình thấy nên làm thôi. Thẩm Thăng Y cũng than thở. Cho nên ta rất thông cảm với nỗi bất hạnh của ngươi, nhưng chuyện trước mắt đây đã xảy ra rồi, bây giờ cho dù ngươi ăn năn hối cải quyết tâm không làm người quân tử nữa thì cũng đã muộn. Phương Trực bất chợt giờ khóc giờ cười lại hỏi qua chuyện khác. Thẩm huynh, theo ý ngươi thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Không biết nữa. Thẩm Thăng Y trả lời có vẻ rất thanh thản, mà đúng như thế thật. Phương Trực lại hỏi. Theo ngươi thì tại sao họ lại tìm một người giống như ta để giả mạo ta? Thẩm Thăng Y lắc đầu. Giờ đây ta chỉ sợ có hai chuyện. Hai chuyện gì vậy? Giả mạo ngươi, chắc là vì ngươi rất được người giang hồ tin cậy. Ủa, Phương Trực rất lạ lùng. Có thế là họ muốn mượn thân phận ngươi để làm một chuyện gì đó cho người ta tin. Thái độ Phương Trực vẫn như cũ. Lại còn thế nữa à? Thẩm Thăng Y cười cười. Ngươi thấy họ hủy thi thể, xóa bằng chứng bằng cách ấy có giống với người tốt không? Phương Trực cười gượng. Không giống, nói thế thì khi họ xong việc rồi, rất có thể ta sẽ bị chết một cách hồ đồ. Rất có thể. Thẩm Thăng Y cười nói tiếp. Có trời mới biết họ định gây ra tai họa gì mà đem thân phận của ngươi chuốc tội với thiên hạ. Phương Trực nhìn Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng. Ta thật lấy làm lạ là giờ này mà ngươi vẫn nhơn cười đùa như thế được. Bất kể thế nào, đây cũng là một chuyện rất thú vị, nếu những người bị kẻ giả mạo ngươi lừa dối phát giác ra rằng mình bị lừa chắc họ sẽ tỏ thái độ trông rất thú vị. Phương Trực sững sờ. Thẩm Thăng Y lại nói. Chính ta mới rồi thấy ngươi vào viện Di Hồng cũng đã một phen phát hoảng. Vào kỹ viện chơi bời chỉ là chuyện nhỏ thôi. Phương Trực dằn từng tiếng nhắc lại lời Thẩm Thăng Y, hai tay ôm đầu, ngồi phịch xuống bên tường. Thẩm Thăng Y ánh mắt nhìn xuống theo y. Có điều có một chi tiết mà ngươi có thể tạm thời yên tâm, là kẻ giả mạo ngươi hiện đã chết rồi. Phương Trực ngẩng đầu nói lia lịa. Phải rồi, phải rồi. Thẩm Thăng Y lại cất tiếng cười. Phương Trực vội hỏi. Ngươi thích thú chuyện gì vậy? Thẩm Thăng Y lắc đầu. Tuy chúng ta ít gặp nhau, nhưng ta có một thói quen, dường như ngươi cũng biết rồi mà. Phương Trực lại ngẩn ngơ nói. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn không giải quyết được thì dường như ngươi đều cười đùa rất vui vẻ. Thẩm Thăng Y chép miệng. Mà như vậy thành thói quen mất rồi. Phương Trực lẩm bẩm. Ta vẫn không hiểu. Một người giả mạo có thể vĩnh viễn không xuất hiện nữa, cũng có thể sắp xuất hiện ngay. Thẩm Thăng Y sau cùng cũng nói ra ý nghĩ của chàng. Phương Trực nhìn theo Thẩm Thăng Y với vẻ ngờ vực. Ngươi cho rằng trên đời này có nhiều người giống ta lắm à? Thẩm Thăng Y thở dài nói. Đó là điều thứ hai mà ta sợ. Phương Trực phát hoảng đứng phắt dậy. Thật là có nhiều người giống ta lắm sao? Có thể. Nhưng thực ra ngươi chưa gặp mà. Thẩm Thăng Y ngẫm nghĩ cười nói. Muốn tìm hai người hoàn toàn giống nhau thì quả rất khó, anh em sinh đôi vốn không ít, nhưng giống nhau hoàn toàn cũng không có bao nhiêu. Phương Trực ngắt lời nói. Ta là con một, không có anh em nào, đó là sự thật hoàn toàn. Thẩm Thăng Y gật đầu nói. Ta không nghi ngờ chuyện đó. Vậy thì ý ngươi là... Phương Trực trong lòng chợt rúng động kêu lên. Thuật dịch dung. Thẩm Thăng Y ngẫm nghĩ nói tiếp. Ta từng gặp một vị hòa thượng tên là Biến Hóa, cả đời chỉ tìm hiểu về dị dung thuật, đã đạt tới mức không tiền khoáng hậu. Chỗ không tiền khoáng hậu ấy ra làm sao? Là có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của một người, nhưng theo y nói thì đó vẫn chưa phải là đỉnh cao nhất của thuật dịch dung. Vậy thế nào mới là đỉnh cao nhất? Không biết nữa. Thẩm Thăng Y chép miệng. Tuy y chẳng có thù oán gì với ta, tiếc là lúc ấy y lại đứng về phía kẻ đối đầu với ta, nên tuy ta muốn thỉnh giáo một chút mà không có dịp. Bây giờ hòa thượng ấy ở đâu? Thẩm Thăng Y lộ vẻ nuối tiếc. Ở Bắc Nhạc, thuật dịch dung của y có truyền lại cho ai không thì ta không biết, trên giang hồ có ai giỏi thuật dịch dung hơn y không ta cũng không biết. Ngừng lại một chút, chàng nói tiếp. Ngoài Biến Hóa ra còn có Bạch Ngọc Lâu. Thư kiếm song tuyệt phấn hầu Bạch Ngọc Lâu. Thẩm Thăng Y cười. Phải rồi, miễn cưỡng mà nói thì y cũng là một cao thủ về thuật dịch dung, vì y được một bộ sách rất lạ là Vô Song Phổ. Tên phổ lục là Vô Song, chắc là thiên hạ không có bộ thứ hai. Phương Trực tò mò hỏi. Trong đó có chép về thuật dịch dung à? Tác dụng thật sự của Vô Song Phổ thì hiện nay chưa một ai biết rõ, nhưng dùng nó để thay đổi diện mạo lại rất thành công. Hiện Bạch Ngọc Lâu còn giữ không? Vẫn còn. Thẩm Thăng Y nhìn lên cửa phòng đóng kín. Về mặt dịch dung, người giả mạo ngươi là được làm theo đường lối của phái Biến Hóa. Phương Trực nghi ngờ nhìn Thẩm Thăng Y. Sao ngươi biết? Đường lối dịch dung của phái Bạch Ngọc Lâu là theo khuôn mặt của một người nào đó bất kỳ, tạo ra một cái mặt nạ giống hệt, nói khác đi là tuy y có thể biến một người trở thành giống hệt nhiều kẻ khác nhưng hoàn toàn không làm thay đổi bộ mặt vốn có, sau khi dùng mặt nạ rồi, người ấy vẫn có thể khôi phục lại thân phận của mình. Phương Trực liên tiếp gật đầu. Thẩm Thăng Y nói tiếp. Đường lối dịch dung của phái biến hóa thì khác hẳn, nghe nói y thậm chí còn có thể đem bộ da mặt của một người gắn hẳn vào mặt kẻ khác, dĩ nhiên cần phải có thuốc men này nọ, nhưng sau khi thay đổi diện mạo rồi, muốn khôi phục bộ mặt cũ e không phải dễ. Phương Trực đưa tay sờ lên gò má. Da mặt ta vẫn còn mà. Nhưng ngươi thấy rồi đấy, kẻ giả mạo ngươi hoàn toàn không đeo mặt nạ. Thẩm Thăng Y ánh mắt mờ đi. Cho nên thật ra ta còn chỗ nghi ngờ, là lần này đã gặp phải một cao thủ về thuật dịch dung, một cao thủ còn lợi hại hơn cả biến hóa. Chẳng lẽ trên đời này lại hoàn toàn không có hai người giống hệt nhau sao? Có lẽ có. Phương Trực lấy làm kỳ quái. Ngươi đã không dám chắc, tại sao chỉ nghĩ tới việc dịch dung? Thẩm Thăng Y cười cười. Vì hôm nay ta còn gặp hai kẻ khác tướng mạo hoàn toàn giống nhau nữa. Phương Trực hỏi ngay. Lại có ai nữa thế? Lãnh huyết Âu Dương. Thẩm Thăng Y vừa đáp vừa quan sát thái độ của Phương Trực. Phương Trực lộ rõ vẻ kinh ngạc. Âu Dương Lập à, người này cũng đã tới Gia Hưng sao? Ngươi biết y à? Có gặp một lần trên lầu Hoàng Hạc đã 4 năm rồi, diện mạo y rất đáng sợ, nên ta có một ấn tượng rất sâu sắc. Kẻ giống hệt y cứ như hai anh em sinh đôi, giống tới mức không ngờ nhưng hôm nay ta lại gặp hai người cùng một lúc. Có phải là, lại thấy một người giống hệt y không? Thẩm Thăng Y gật đầu. Nếu không xảy ra chuyện này, chắc là ta không bao giờ tin lời ngươi. Mà có lẽ ta còn thấy một ngài Phi Vũ khác nữa. Phương Trực phát hoảng. Ngài Phi Vũ là bản thân của chúng ta mà. Cho nên y là người thế nào chúng ta đều rõ, nhưng hôm nay ta thấy ông bạn hiền ấy, tướng mạo thì hoàn toàn giống mà hành động thì như người khác hẳn. Lại có gì khác thế? Hoàn toàn là một gã sát nhân khát máu, giết rất nhiều người trên Nam Hồ. Phương Trực lẩm bẩm. Người khác thì ta không biết, chứ ngài Phi Vũ thì tuyệt nhiên không phải là kẻ giết người bừa bãi, tuyệt nhiên không phải. Thì giống như ngươi hoàn toàn không bao giờ lén lút mò tới đây vậy mà. Phương Trực lắc đầu quẩy quẩy. Tại làm sao mà trong một lúc lại nảy ra lắm kẻ giống hệt nhau như thế kia chứ? Chuyện này rốt lại là thế nào vậy? Chẳng riêng y không nghĩ ra, mà ngay cả Thẩm Thăng Y đến hiện tại cũng mơ hồ như sa vào giữa đám mây mù 5 dặm. Có điều chàng đã nghĩ tới một âm mưu vô cùng đáng sợ đang được ngấm ngầm tiến hành, chỉ vì gã Phương Trực giả kia lén lút mò vào kỹ viện chơi bời mà bị lộ ra một chút. Bất kể là thế nào, đó cũng là việc riêng của y, không phải là một bộ phận trong âm mưu kia. Phân tích lời Thượng Uy thì Thu Hồng chỉ là một cô gái bất hạnh đáng thương, nàng ta đối với gã Phương Trực giả kia bất kể là vì xác thịt hay tình cảm bất quá cũng chỉ là rút ngắn mạng sống của mình, mà sở dĩ gã Phương Trực kia chọn lựa Thu Hồng, ngoài việc Thu Hồng có mấy phần sắc đẹp có lẽ còn vì nơi Thu Hồng ở ít người lui tới, đây cũng có thể cũng là một lý do. Dĩ nhiên y phải biết rằng Thu Hồng bị lao, nhưng không hề để ý, có điều nếu nói là vì y si mê nàng thì rất khó tin. Có lẽ rằng ngay cả tính mạng của bản thân y cũng không hề để ý, rất có thể như vậy, nếu không thì chính chàng đã đẩy Phương Trực giả tới chỗ chết. Cứ theo cái tên Nguyễn Hoàn cũng có thể thấy rằng trong tiềm thức y đã toàn đem cả chuyện này đổ lên đầu Phương Trực. Tuy Thẩm Thăng Y vẫn chưa rõ mục đích của âm mưu này là gì, nhưng sự tình tới đây cũng đủ để thấy nó không những rất nghiêm trọng mà còn rất bất ngờ, mà cũng được sắp xếp rất chu đáo. Nếu có chỗ sơ hở thì có lẽ chính là việc sử dụng một kẻ không thích hợp với vai quân tử để giả mạo một kẻ quân tử. Làm người quân tử vốn không phải là việc dễ, Thẩm Thăng Y có lúc cũng nghi ngờ rằng trên giang hồ không có người như Phương Trực. Cho nên chỗ sơ hở kia chưa chắc đã không phải do ý trời. Người kia rõ ràng đã hết sức lấp kín chỗ sơ hở, lúc giết người dường như không có ý định ở lại. Thẩm Thăng Y đã có quá nhiều kinh nghiệm rằng khi một kế hoạch xuất hiện chỗ sơ hở thì cũng thường đang bắt đầu thất bại, vì những kẻ lấp kín chỗ sơ hở cũng thường tạo ra một sơ hở mới. Cũng vì họ phải hành động thật mau lẹ, mà khi hành động mau lẹ thì thường lại thiếu mất một kế hoạch chu đáo đi kèm. Ở đây hành động sau không phải như bổ sung cho chỗ chưa đủ của hành động trước mà còn giống như là thừa, mà dùng thuốc nổ thì càng giống như chuyện bé xé ra to, chỉ trừ phi là trên người Phương Trực giả kia có chỗ nào rất đặc biệt, rất dễ bị người ta chỉ ra. Dĩ nhiên khả năng này không có nhiều, vì ngay cả mặt mũi còn thay đổi được thì còn có cái gì mà không thay đổi được. Cách giải thích hợp lý nhất vẫn là ngoài việc bổ sung cho hành động trước, hành động sau còn nhằm cảnh cáo Thẩm Thăng Y lần nữa, rằng chàng không được tìm hiểu thêm, nhưng dĩ nhiên họ phải biết rằng đối với Thẩm Thăng Y thì lối cảnh cáo ấy không có bao nhiêu tác dụng, nên sau khi cảnh cáo thì tiến ngay thêm một bước nữa, tức là trừ khử chướng ngại vật Thẩm Thăng Y. Theo lối hành sự của họ mà xét thì họ không bắt đầu thì thôi, đã bắt đầu rồi thì chỉ sợ Thẩm Thăng Y rồi đây sẽ không có ngày nào được yên ổn. Thẩm Thăng Y lại không để ý gì tới chuyện ấy, hiện tại họ có kề kiếm vào cổ chàng bắt ép cũng không làm chàng thay đổi chủ ý được. Tò mò là điều thứ yếu, mà ngài Phi Vũ và Phương Trực đều là bạn thân của chàng, nên chuyện này chàng phải làm cho rõ ràng đen trắng. Sau đó nửa giờ Thẩm Thăng Y và Phương Trực mới rời khỏi viện Di Hồng. Dĩ nhiên trước khi họ rời đi, Tam Thư đã tỉnh lại. Tuy còn vẻ sợ sệt, nhưng bà ta cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, không hề ép Thẩm Thăng Y và Phương Trực ở lại, cũng không nói gì nhiều. Thẩm Thăng Y cũng thế, một mình ở lại trong phòng một lúc, rồi mới cùng Phương Trực ra đi. Ra khỏi cổng lớn viện Di Hồng, Phương Trực nhịn không được nữa, lạ lùng hỏi. Thẩm huynh tại sao lại rời đi thế này? Thẩm Thăng Y hỏi lại. Mới rồi ngươi không nghe rõ Tam Thư nói gì à? Bà bảo chúng ta cứ yên tâm. Nhưng chúng ta còn không yên tâm về chuyện gì? Lại có chuyện gì nữa thế? Thẩm Thăng Y ngắt lời cười nói. Nếu bà ta không phải là một nữ nhân có bản lĩnh thì đã không làm nổi bà chủ viện Di Hồng, chuyện này trong tay bà ta thậm chí còn đơn giản hơn là trong tay chúng ta. Phương Trực trầm ngâm một tiếng. Thẩm Thăng Y nói. Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Phương Trực lắc đầu thở dài. Thẩm huynh, bây giờ chúng ta phải làm gì đi chứ? Thẩm Thăng Y nghĩ ngợi. Ta và ngươi về nhà trước đã, rồi sau đó sẽ tới Trương gia một chuyến. Trương Thiên Hộ. Thẩm Thăng Y vuốt vuốt mũi. Ta muốn nói chuyện với ngươi, lại còn có một chuyện về ngài Phi Vũ cũng muốn hỏi ngươi. Chuyện của y chắc không ai rành bằng ta đâu. Thẩm Thăng Y chợt dừng bước lại cười. Tốt lắm, tốt lắm. Phương Trực bất giác dừng lại, y phát hiện vẻ mặt của Thẩm Thăng Y có điều gì đó rất đặc biệt, quay nhìn theo ánh mắt của chàng, chợt đứng sững tại chỗ. Chương 6, người ngớ ngẩn. Trước một con hẻm cách đó không xa có một người đang đứng, một người rất đặc biệt. Người này tóc trắng áo trắng giày trắng, hai tay ôm một thanh kiếm cán trắng trong một cái bao kiếm màu trắng, đứng ở đó giống như một hồn ma. Phương Trực kêu lên. Lãnh huyết Âu Dương phải không? Phải rồi. Thẩm Thăng Y vừa cười vừa bước ra, tiến về phía trước. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Âu Dương Lập, y đứng đó như để chờ Thẩm Thăng Y, hai mắt toàn một màu trắng nhìn Thẩm Thăng Y cười nhạt, phảng phất như tiết trắng trên non cao, dưới ánh đèn trông càng lạnh lẽo. Phương Trực vội theo sát sau lưng Thẩm Thăng Y, lúc ấy chợt nói. Y đúng là Âu Dương Lập. Âu Dương Ngọa đã chết rồi, người này dĩ nhiên phải là Âu Dương Lập. Giọng nói của Thẩm Thăng Y vẫn bình thản không có gì là cao hơn. Nhưng chàng hoàn toàn tin rằng Âu Dương Lập có thể nghe rõ. Âu Dương Lập lại không hề có phản ứng gì. Thẩm Thăng Y quan sát y từ trên xuống dưới một lượt, chợt bật ra một tiếng. Chào! Đây rõ ràng là nói với Âu Dương Lập, nhưng y vẫn như không nghe thấy gì, chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Thăng Y. Chuyện trong viện Di Hồng là các ngươi làm phải không? Bây giờ ngươi đứng đây là để giết luôn chúng ta chứ gì? Thẩm Thăng Y hỏi tiếp. Người đi với ngươi tới đây là ai vậy? Âu Dương Lập trước sau vẫn không hề quay lại nhìn xác Âu Dương Ngọa trong con hẻm. Trong con hẻm tối om, nhưng nơi mà Thẩm Thăng Y nhìn tới được thì không thấy có người nào. Phương Trực chen vào. Chẳng nhẽ người này điếc à? Thẩm Thăng Y nói. Lần đầu ta gặp y thì không. Phương Trực nói. Lúc ấy y nghe rõ ngươi nói phải không? Thẩm Thăng Y gật đầu. Thì cũng như ta nghe rõ y nói vậy thôi. Phương Trực nói. Vậy thì lại có chuyện lạ nữa rồi. Ừ. Thẩm Thăng Y lại bước thêm một bước chợt nói. Dường như đôi mắt kia là của người chết thì phải, thật khó mà nhìn rõ. Phương Trực hỏi. Ngươi nghĩ y là một người chết à? Hơi hơi. Phương Trực ngẩng lên cúi xuống nhìn ngó Âu Dương Lập mấy lượt. Nghe nói ai gặp người này lần đầu cũng hoảng sợ nhảy dựng lên, cũng cho rằng đã nhìn thấy một cái xác sống lại. Ngươi có phải là ngoại lệ không? Phương Trực lắc đầu. Y có vẻ không buồn liếc chúng ta lấy một cái, đây mới là chuyện dày dà. Cũng không dày dà lắm đâu. Có cách nào bắt y nói chuyện không? Người chết thì căn bản không nói chuyện được nữa. Phương Trực tán thành. Phải rồi, nhưng ngươi cứ nhìn thật kỹ, xem y có phải là một người chết không? Thẩm Thăng Y cười cười, lướt mau về phía trước. Âu Dương Lập nhìn thấy chàng lướt tới, vẫn không có phản ứng gì, định lực của người này theo lời đồn đại quả rất không kém. Thẩm Thăng Y người tới trường tới, một trường vỗ nhanh ra, lẽ ra chàng phải dùng kiếm nhưng lại không dùng. Hay vì chàng đã nhận ra rằng Âu Dương Lập đã không phải là một người sống nữa. Phương Trực nhìn thấy, tim như thắt lại, Âu Dương Lập mà không phải là một người chết, thì Thẩm Thăng Y vọt tới như thế quả là rất nguy hiểm. Thẩm huynh cẩn thận. Phương Trực buồn miệng kêu lên, vọt người theo, khinh công của y không hơn Thẩm Thăng Y, khoảng cách lại xa, vừa vọt lên thì Thẩm Thăng Y đã đứng trước mặt Âu Dương Lập, cách nhau 3 thước. Trường phong thổi tung bộ tóc trắng của Âu Dương Lập bị trúng trường, chát một tiếng thân hình tung lại va vào bức tường phía sau, ngã luôn xuống đất, tấm áo trắng cũng lập tức tan nát bay là tả, giống như một bầy bướm từ kén bay ra. Thẩm Thăng Y thu trưởng lui mau lại 3 thước, sắc mặt biến đổi liên tiếp, đã không lên tiếng cũng không nhúc nhích. Phương Trực dừng lại cạnh Thẩm Thăng Y, nhìn xuống đất thở dài. Không ngờ trưởng lực của Thẩm huynh đã đạt tới mức ấy, có điều ngay chiêu đầu mà ra tay quá nặng như vậy thì dường như không cần thiết. Thẩm Thăng Y hứng hờ nói. Ngươi muốn chửi ta là độc ác tàn nhẫn thì cứ chửi thẳng, cần gì phải nói cạnh nói khóe. Phương Trực lại thở dài. Tiểu đệ chỉ biết đó hoàn toàn không phải tác phong hành động của Thẩm huynh. Vị Thẩm huynh này của ngươi trưởng lực cũng chưa đạt tới mức ấy. Phương Trực sừng sốt. Thẩm Thăng Y lập tức cúi xuống nhặt một mảnh vải áo lên bóp một cái, mảnh vải lập tức nát ra như bột. Đây lại là chuyện gì nữa rồi? Nếu ta không lầm, đây chắc là tác dụng của một loại dược vật gì đó. Phương Trực ngẫm nghĩ. Dược vật à, rất giống với một loại thuốc ta mới thấy đây. Thẩm Thăng Y lắc lắc đầu. Ngay cả da thịt còn thay đổi thì quần áo như thế có gì là lạ. Một cơn gió thổi qua, manh áo trên bụng Âu Dương Lập lật lên. Dưới lớp áo, da thịt nhìn như cá ươn, trắng bệch như sắc mặt Âu Dương Lập lại mờ mờ bốc lên khói trắng. Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng nói. Ngay Âu Dương Lập cũng không thoát chết, ngài Phi Vũ giết người ở Nam Hồ cũng e rằng không giữ được tính mạng. Thế thì chúng ta không còn chút manh mối nào. Thẩm Thăng Y lẩm bẩm. Phải rồi, thanh đao kia quả rất lợi hại, kẻ tàn nhẫn độc ác như vậy cũng ít có. Phương Trực lạ lùng hỏi. Thanh đao kia à? Ma đao. Phương Trực ủa, một tiếng, rồi hỏi lại. Ma đao là một thanh đao ra sao? Nghe nói trên đao có lời nguyền của thiên ma, trong thiên hạ tuyệt nhiên không có thanh thứ hai. Tiểu đệ chẳng hiểu gì cả. Thẩm Thăng Y chép miệng. Ta cũng chỉ biết những người này đều phục tùng ma đao. Phương Trực hỏi qua chuyện khác. Nhờ ai mà ngươi biết được rằng trên đời có một thanh ma đao? Âu Dương Ngọa. Chắc là anh em của Âu Dương Lập này. Thẩm Thăng Y cười gượng. Có lẽ bọn họ căn bản chẳng có quan hệ ruột thịt gì với nhau. Cũng như ngươi và Phương Trực giả chết trong viện Di Hồng vậy. Âu Dương Ngọa đâu? Bị ta giết rồi. Lẽ ra ngươi phải hỏi cho rõ rồi mới giết y. Thẩm Thăng Y nhìn xuống. Y lại không chờ ta hỏi cho rõ đã chết rồi. Có lẽ sau khi chết y sẽ đột nhiên thay đổi tính nết, nhưng tiếc là người chết lại không nói chuyện được nữa. Đó thật là điều rất đáng tiếc, nếu không thì người chết này có thể nói cho chúng ta rõ mọi chuyện. Trong lúc họ trò chuyện ra bụng Âu Dương Lập đã bắt đầu biến dạng. Phương Trực cau mày, tiếp theo lại lẩm bẩm. Chẳng biết cái xác này có nổ tung ra không? Thẩm Thăng Y nói. Có thể có mà cũng có thể không, tốt nhất là chúng ta nên tránh xa cho an toàn. Nói dứt câu chàng đã quay người cất bước. Phương Trực hoảng sợ cũng lui lại, vừa đúng lúc ấy, từ con hẻm tối om chợt vang ra một điệu nhạc kỳ quái. Tiếng nhạc không to lắm, nhưng người ta nghe thấy thì có cảm giác rất khó chịu. Tiếng gì vậy? Dường như là tiếng nhạc xua rắn. Thẩm Thăng Y câu nói chưa dứt, tay phải đột nhiên đã đặt trên cán kiếm. Rắn à? Phương Trực chợt hốt hoảng quay đầu, vừa kịp nhìn thấy một thanh kiếm như con độc xà phóng vào cổ họng Thẩm Thăng Y. Thanh kiếm vốn trong vỏ, đó là thanh kiếm vẫn trên tay Âu Dương Lập nãy giờ, mũi kiếm chớp sáng, kẻ mà họ cho rằng đã chết chợt sống lại, chợt từ sau lưng đánh tới, quả là họ không ngờ. Động tác của Thẩm Thăng Y không vì kinh ngạc mà chậm trễ, thanh kiếm bên tay phải tuốt ra keng, một tiếng vang rền, thân hình cũng đồng thời nghiêng về một bên. Nhát kiếm này của Âu Dương Lập lực đạo rất mạnh, Thẩm Thăng Y đã giao thủ với y rồi, biết tay kiếm của y có chừng mực, nên một kiếm này đón đỡ cũng dùng lực tương đương, nào ngờ chỉ hất được thanh kiếm của Âu Dương Lập ra có nửa tấc, may mà chàng giàu kinh nghiệm ứng phó với biến cố, phản ứng lại nhạy bén, đã kịp thời nghiêng qua một bên, soạt một tiếng, mũi kiếm của Âu Dương Lập đâm xuyên qua tay áo phải của chàng. Một kiếm đâm trượt, Âu Dương Lập cả người lẫn kiếm lại xoay nhanh, chân đạp theo thất tinh bộ pháp, đâm 13 kiếm bên trái, 7 kiếm bên phải. Thẩm Thăng Y vội kêu lớn. Lui mau. Thanh kiếm bên tay trái bay lượn biến ảo, liên tiếp ngăn đỡ 8 kiếm của Âu Dương Lập. Còn 5 kiếm kia chàng không đếm xỉa tới, vì thấy rõ không đủ để uy hiếp chàng. Âu Dương Lập dường như là một cao thủ, tại sao lại đâm ra 5 kiếm như thế nhỉ? Phương Trực theo tiếng kêu lui lại, khinh công của y tuy không bằng Thẩm Thăng Y nhưng vẫn vừa kịp tránh qua 4 kiếm. Âu Dương Lập đâm y 7 kiếm cũng chỉ có 4 kiếm phải tránh, còn 3 kiếm kia ngay cả Phương Trực cũng thấy rõ là chẳng đủ đáng sợ, cứ một cao thủ như Âu Dương Lập thật chẳng có lý do gì mà không thấy rõ đó chỉ là hao hơi tốn sức nhưng vẫn phóng kiếm đâm ra. Thẩm Thăng Y nhìn thấy, vẻ ngạc nhiên trong mắt càng tăng thêm mấy phần, Âu Dương Lập thanh kiếm chợt chuyển qua đâm vào chàng. Thế kiếm mau lẹ mà lợi hại, Thẩm Thăng Y lại ngăn đỡ 11 chiêu, trong lòng có một cảm giác khó chịu, chàng đột nhiên phát giác ra Âu Dương Lập như một người điên, chỉ công mà thủ cũng không ra sao, 11 kiếm tuy mau lẹ lợi hại còn hơn cả lần giao thủ lần trước, nhưng vì quá mau lẹ lợi hại nên xuất hiện rất nhiều chỗ sơ hở lẽ ra không nên có. Tình hình này so với lúc Âu Dương Ngọa liều mạng không như nhau, sở dĩ Âu Dương Ngọa để lộ chỗ sơ hở chỉ vì y cố tình muốn bị Thẩm Thăng Y đâm một kiếm, hy vọng cùng lúc ấy sẽ đâm trúng Thẩm Thăng Y một kiếm. Còn giờ đây những chỗ sơ hở của Âu Dương Lập tựa hồ có thể hoàn toàn khẳng định là vì không cẩn thận. Âu Dương Lập hoàn toàn không phải là một kẻ thô mãng, Thẩm Thăng Y giao thủ với y một lần đã biết rất rõ. Chẳng lẽ người trước mặt đây không phải là Âu Dương Lập mà là lãnh huyết Âu Dương thứ ba sao? Thẩm Thăng Y cho rằng rất có thể như thế, nên nhịn không được lại quát lên. Ngươi là Âu Dương gì đấy? Âu Dương Lập không lên tiếng, trong câu nói Thẩm Thăng Y lại phóng kiếm đâm tới hơn 10 nhát. Nhát nào cũng để lộ chỗ sơ hở. Thẩm Thăng Y cười nhạt. Đây không phải là đổi mạng, mà là muốn chết. Dứt câu nói, chàng đã đón đỡ 17 kiếm của Âu Dương Lập. Kiếm thứ 18 của Âu Dương Lập lại phóng mau ra, nhằm đâm vào bụng Thẩm Thăng Y, bụng y cũng để trống. Thẩm Thăng Y trượt kiếm một cái, ngăn nhát kiếm đâm tới, ánh mắt tự nhiên nhìn vào bụng Âu Dương Lập. Da bụng Âu Dương Lập tiếp tục tan ra, đã lộ cả xương trắng, một làn khói nhẹ vẫn tỏa ra không ngừng, dường như làn da đang tan thành khói trắng. Nhưng trên mặt y không hề có vẻ gì đau đớn, đôi tròng mắt màu xám trắng vẫn có vẻ trống rỗng xa vắng. Không có chút tình cảm gì, ngay cả vẻ muốn giết người cũng không có, hai tròng mắt căn bản không phải là của người sống. Cũng không giống mắt người điên. Ánh mắt Thẩm Thăng Y chuyển từ bụng lên mặt Âu Dương Lập, trong lòng chợt lạnh buốt. Đó hoàn toàn là đôi mắt của một người chết, mà còn như của một người chết đã mấy ngày. Thẩm Thăng Y biết tại sao mình có cảm giác ấy, vì đôi mắt của Âu Dương Lập vốn như của một người chết. Tiếng nhạc không dứt, kiếm thế của Âu Dương Lập cũng không dứt, Thẩm Thăng Y vừa phân tâm, suýt nữa bị trúng một kiếm. Tuy chàng rất không thích giao thủ với người khác, nhưng hiện không có cách lựa chọn nào khác. Lại qua 23 chiêu nữa, Thẩm Thăng Y chợt phát hiện ra Âu Dương Lập sử dụng lại một kiếm pháp khác. Kiếm pháp này rất tàn độc, chỉ có 72 chiêu, song mỗi chiêu đều đâm ra từ những góc độ rất bất ngờ, chiêu sau nối ngay theo chiêu trước, cứ sau 8 chiêu lại có một chiêu hoàn toàn riêng rẽ, nhưng cũng rất hiểm độc. Không nghi ngờ gì nữa, đây toàn là những tinh hoa của kiếm thuật, địch nhân bị tấn công hoàn toàn không ngờ được bị đâm thế nào và vào đâu. Nhưng đối với Thẩm Thăng Y hiện tại thì lại không có sức uy hiếp lớn lắm, chỉ có một cách giải thích là do Âu Dương Lập đã hoàn toàn mất hết năng lực phán đoán, không thể thi triển kiếm chiêu thật thích hợp. Người chết mà không khác gì người sống này chẳng lẽ lại do tiếng nhạc kia chi phối. Thẩm Thăng Y chợt nảy ra một ý nghĩ, đề khí quát lớn một tiếng như sấm nổ. Một tiếng quát này tuy không ngắt được nhưng át đi tiếng nhạc, Âu Dương Lập đồng thời như bị điện giật, toàn thân rung lên một cái, động tác đều dừng cả lại. Thẩm Thăng Y kiếm thế không dừng, mũi kiếm điểm luôn vào 7 huyệt đạo trước ngực Âu Dương Lập. Âu Dương Lập dường như hơi có phản ứng, nhưng lại cử động trở lại, vung kiếm tấn công Thẩm Thăng Y. Lần này động tác của y rất đặc biệt, bắp thịt toàn thân như đã co rút, kiếm thế cũng trở thành run run giật giật kỳ dị vô cùng. Thẩm Thăng Y không rõ kiếm pháp này của Âu Dương Lập có chỗ nào hay nhưng lập tức hiểu ngay. Tiếng nhạc trong con hẻm nhỏ lúc ấy cũng đang giật giật lúc đứt lúc nối. Thẩm Thăng Y đã hoàn toàn tin chắc rằng quả thật Âu Dương Lập là do tiếng nhạc kia chỉ huy. Chàng lại đỡ mấy nhát kiếm rồi lựa chỗ sơ hở, phóng kiếm lượn một vòng quanh cổ tay phải cầm kiếm của Âu Dương Lập. Máu bắn tung tóe, cổ tay phải Âu Dương Lập đứt lìa cùng với thanh kiếm bay lên không. Soạt, thanh kiếm cắm vào vách tường, bàn tay bị đứt vẫn nắm chặt cán kiếm, theo thanh kiếm rung rung. Âu Dương Lập không kêu lên tiếng nào, mặt cũng chẳng có phản ứng gì, cánh tay cụt vẫn liên tục múa may theo kiếm thế, run run giật giật tiếp tục tấn công Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y cảm giác khó chịu càng gia tăng, thân hình mau lẹ di chuyển, nên không bị giọt máu nào bắn vào người. Mũi kiếm điểm vào huyệt đạo chẳng có tác dụng gì với Âu Dương Lập, chặt đứt một tay như thế mà vẫn không làm y chịu ngừng tấn công, thế này thì biết đâu chặt cả đầu và tứ chi rồi, y cũng vẫn còn động đậy. Thẩm Thăng Y không biết, nhưng đã rõ phải làm sao. Chàng biết không có cách nào khác là phải cắt đứt tiếng nhạc trước. Lúc ấy chàng quát lớn một tiếng. Tiếng quát này như xé toạc không gian, vang dền như sấm sét, ngay cả vách tường cũng phảng phất như bị âm thanh làm rung lên. Tiếng nhạc rốt lại đã tắt hẳn. Dường như cùng một lúc cử động của Âu Dương Lập cũng dừng ngay lại, như có một cái đinh dài xuyên từ đỉnh đầu xuống chân, găm cứng y trên mặt đất. Ngay cả gió dường như cũng ngừng thổi, không gian đang vô cùng yên tĩnh, chợt có một tràng tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân này từ trong con hẻm vang ra, một loại tiếng chân vô cùng kỳ dị, giống như trẻ con nghịch bẩy bị người lớn phát hiện, hoảng sợ ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Chỉ nghe tiếng chân thôi thì người này rõ ràng mang một thân võ công, riêng về kình lực cũng chẳng phải kém. Kỳ quái nhất là tiếng bước chân lại chạy về phía Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y chưa kịp nghĩ gì thì người ấy đã từ trong con hẻm lao ra. Nhìn thấy bộ dạng người ấy rồi, cả Thẩm Thăng Y lẫn Phương Trực đều cùng sửng sốt. Họ không biết y là ai, cũng chưa từng thấy ai có dáng vẻ như vậy. Thẩm Thăng Y cũng không cao lắm, nhưng so với người ấy lại như vô cùng to lớn. Người ấy chỉ cao tới hông Thẩm Thăng Y, nhưng hoàn toàn không phải là một đứa trẻ con. Nếu nhìn từ phía sau thì y không khác gì một đứa trẻ con, nhưng Thẩm Thăng Y và Phương Trực thì lại đang đối diện với y. Nếu không phải là đối diện chưa chắc Thẩm Thăng Y đã tin rằng y là một lão già. Y xem ra đã hơn 60 tuổi, râu tóc đều bạc trắng, không cái châm, khuôn mặt gầy ốm so với râu tóc rối bời trông rất ngứa mắt. Nhưng trên khuôn mặt của y rõ ràng đầy những vết nhăn nheo. Với vóc dáng như thế, mặc một bộ quần áo trẻ con cũng đủ, nhưng y lại mặc một bộ quần áo người lớn. Bộ quần áo này quét lê dưới đất, hai tay áo nặng nề nên vướng víu. Y đi chân không, tiếng bước chân kỳ quái vang lên lúc nãy chính là vì y đi chân không. Thẩm Thăng Y quan sát người ấy một lượt từ trên xuống, chợt có cảm giác buồn cười. Người này bề ngoài quả có vẻ rất buồn cười, dáng vẻ cũng thế, dáng vẻ này lẽ ra chỉ có trên khuôn mặt trẻ con, giờ lại xuất hiện trên một khuôn mặt già nua thật khó làm người ta nhịn cười. Dường như y không để ý tới Thẩm Thăng Y và Phương Trực, bạch 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 một hơi từ trong hẻm chạy ra, vấp ngã hai cái, chợt vỗ vào bụng lắp bắp nói. Sợ chết đi thôi. Thẩm Thăng Y lúc ấy mới để ý rằng y cầm trong tay một ống sáo trúc dài khoảng 7 tấc. Phương Trực cũng lạ lùng nhìn y một lượt, đưa mắt nhìn qua Thẩm Thăng Y. Thẩm huynh. Y chưa kịp nói tiếp, lão nhân nhỏ bé đã kêu lên. Thúc thúc. Thanh âm cực kỳ già nua cũng cực kỳ quái dị, phần quái dị thì như vì cố ý mà ra, giống hệt một đứa trẻ con đang bi bô học nói, vừa học được hai chữ thúc thúc. Vị thúc thúc y kêu chính là Âu Dương Lập. Âu Dương Lập mái tóc trắng như tuyết, nếu chỉ nhìn vào mái tóc rất dễ cho là một lão nhân. Nhưng y làm người ta có cảm giác lão nhân thì cũng chỉ là nhờ mái tóc trắng, còn ngoài ra thì mặt mũi râu ria và những vết nhăn trên mặt vẫn hoàn toàn không phải. Thật ra y cũng không lớn tuổi lắm, nên hiện tại lão nhân nhỏ bé gọi y là thúc thúc, không khỏi tạo ra cho người ta cảm giác buồn cười. Thẩm Thăng Y và Phương Trực hiện đều có cảm giác như vậy. Lão nhân nhỏ bé không để ý gì đến họ, chạy hai vòng chung quanh người Âu Dương Lập, lại kêu lên mấy tiếng thúc thúc. Âu Dương Lập không hề phản ứng. Lão nhân nhỏ bé đưa tay sờ vào tay Âu Dương Lập. Vừa sờ xong thì y mới phát giác ra bàn tay phải của Âu Dương Lập đã không còn, trong chớp mắt ấy, trên mặt y hiện rõ một vẻ quái dị phi thường, đi lòng vòng nhìn trước nhìn sau Âu Dương Lập. Thúc thúc, người giấu tay đâu rồi? Thẩm Thăng Y và Phương Trực nhìn nhau một cái, Phương Trực hít một hơi. Thẩm huynh, đây là một người ngớ ngẩn. Thẩm Thăng Y cười gượng một lúc. Lão nhân nhỏ bé lập tức nói. Thúc thúc đưa tay đây, không thì làm sao ta dắt thúc thúc đi được. Thẩm Thăng Y nghe câu ấy, trong lòng rúng động. Phương Trực buột miệng nói. Té ra Âu Dương Lập là do người này dắt tới. Thẩm Thăng Y giơ tay ra hiệu cho Phương Trực đừng nói nữa, để xem y làm gì. Phương Trực gật đầu, liếc lão nhân nhỏ bé. Lão nhân nhỏ bé lại chạy quanh Âu Dương Lập hai vòng, đột nhiên mừng rỡ như nhặt được vàng, cất tiếng kêu to. Té ra là ở đây. Câu nói vừa dứt, y lập tức đưa tay kéo tay trái Âu Dương Lập. Vốn là y kéo tay phải, bây giờ thì rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa, lại cho rằng tay trái của Âu Dương Lập là tay phải. Lão nhân nhỏ bé nói giọng không ra khóc không ra cười. Thúc thúc, mau lên, chúng ta đi thôi. Âu Dương Lập vẫn không động đậy như cũ, lão nhân nhỏ bé lại kêu. Thúc thúc, đi mau lên. Lần này y kêu rất to, giọng nói lại càng quái dị, khiến người ta càng thấy buồn cười. Âu Dương Lập vẫn đứng yên không động đậy. Lão nhân nhỏ bé nóng ruột kéo Âu Dương Lập bước đi, lúc này Âu Dương Lập mới nhúc nhích nhưng bị kéo một cái ngã luôn xuống mặt đường lát đá xanh. Lão nhân nhỏ bé đứng trước mặt Âu Dương Lập lập tức cũng bị y xô phải ngã luôn, bị Âu Dương Lập đè lên kêu choe choé. Thẩm Thăng Y và Phương Trực nhìn thấy rất rõ, cứ theo thân thủ của họ vốn có thể kịp thời tới đỡ hai người dậy, nhưng trong chớp mắt ấy cả hai đều không ai có ý nghĩ ấy. Lão nhân nhỏ bé nhanh nhẹn bò ra từ dưới người Âu Dương Lập, thở hổn hển. Thúc thúc, ngươi làm sao thế? Y đưa cánh tay nhỏ bé ra, đẩy Âu Dương Lập mấy cái, Âu Dương Lập theo tay Y lật ngửa người ra. Thúc thúc. Lão nhân nhỏ bé vừa kêu vừa bò dậy, bộ dạng giống hệt một con kiến càng, cứ xoay vòng vòng. Sau đó dường như Y vụt nghĩ ra chuyện gì, ánh mắt chợt sáng rực, nâng ống sáo trúc trong tay lên miệng hết sức thổi một hơi. Tiếng sáo trúc vừa vang lên, Âu Dương Lập như một cái thây ma sống dậy, chợt giật nảy lên một cái, lão nhân nhỏ bé vừa nhìn thấy, mặt mày hớn hở, lại thổi thêm mấy tiếng. Âu Dương Lập cùng theo tiếng sáo trúc nhảy dựng lên, cánh tay cụt dơ ra, lại nhảy sổ vào tấn công Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y vội xoay người, thanh kiếm lướt ra mau lẹ chuẩn xác chém vào ống sáo trúc của lão nhân nhỏ bé, thân hình đồng thời tránh qua thế công của Âu Dương Lập. Nhát kiếm này không những đã mau lẹ chính xác, mà còn ẩn giấu 7 chỗ biến hóa để ứng phó nếu đối phương bất ngờ đánh trả. Thẩm Thăng Y thật ra không biết rõ lão nhân nhỏ bé có tuyệt kỹ gì, thậm chí cũng không biết rõ Y có đúng là một người ngớ ngẩn hay không. Người ngớ ngẩn với người thường vốn rất khó phân biệt, trong hoàn cảnh bình thường thì họ không khác gì người thường, có lúc một người thường cũng có cử chỉ giống hệt người ngớ ngẩn. Cho nên muốn giả làm người ngớ ngẩn, thật ra cũng không phải là chuyện khó, huống gì lão nhân này nhỏ bé lùn tịt đã tạo cho người ta cảm giác đây là một người không bình thường. Thẩm Thăng Y xưa nay vốn không dám coi thường những người thân thể khiếm khuyết, kinh nghiệm cho chàng biết những người ấy nếu không luyện võ công thì thôi, chứ không thì đều luyện thành những tuyệt kỹ mà người bình thường luyện không được, mà lại là những tuyệt kỹ lạ lùng đáng sợ. Lão nhân nhỏ bé lẽ ra phải nhìn thấy nhát kiếm của Thẩm Thăng Y phóng tới, nhưng Y không hề có phản ứng gì, cho tới khi ống sáo trúc bị hất văng đi, Y mới giơ hai bàn tay vừa cầm ống sáo trúc ra nhìn, rồi mới đưa mắt ra chung quanh. Ánh mắt của Y di động, nhìn thật kỹ vào hai bàn tay bé tí, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc phi thường, dường như đến lúc ấy mới phát hiện ra là ống sáo trúc đã mất. Chỉ có kẻ ngớ ngẩn thì mới không có phản ứng nhanh nhạy. Âu Dương Lập vào lúc tiếng sáo ngưng lại cũng thôi không cử động, đứng đờ người ra. Kỳ quái, đâu rồi? Lão nhân nhỏ bé xòe hai bàn tay, lại nhìn lại hai cánh tay, ánh mắt mới nhìn lên mặt đất quay tới quay lui rồi ngồi xổm xuống đất giơ tay mò. Ống sáo trúc hoàn toàn không có trên mặt đất, lúc trên không rơi xuống đã bị Thẩm Thăng Y dùng mũi kiếm đoạt lấy. Thẩm Thăng Y kiếm đâm ngang ra, rất là ổn định, ống sáo trúc nằm yên trên mũi kiếm, đừng nói là rơi xuống, ngay cả một chút rung rinh cũng không có. Dĩ nhiên sự ổn định ấy không phải là nhờ kiếm, mà là nhờ tay Thẩm Thăng Y, những kiếm khách có thể luyện thành bàn tay ổn định không ít, nhưng tay trái được như Thẩm Thăng Y quả thật rất ít. Cao thủ dùng kiếm tay trái xưa nay không nhiều. Nhìn thấy tay trái ổn định như vậy có thể rõ ràng vì sao nó lại cử động mau lẹ linh hoạt đến thế. Phương Trực nãy giờ liếc lão nhân nhỏ bé, lúc ấy mới nhìn lại Thẩm Thăng Y nói khẽ. Thẩm huynh, lão nhân này đúng là một người ngớ ngẩn. Thẩm Thăng Y một tiếng. Phương Trực ánh mắt chuyển qua ống sáo. Muốn hỏi Y rằng ai đưa Y ống sáo ấy, sợ là rất khó. Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn lão nhân. Thử một chút không hề gì, bằng hữu ống sáo của ngươi đây này. Lão nhân nhỏ bé vẫn mò mẫm trên mặt đất, dường như không nghe thấy câu nói của Thẩm Thăng Y. Phương Trực lấy làm lạ nói. Hình như Y không phải là người điếc đâu. Câu nói chưa dứt lão nhân nhỏ bé đã ngẩng đầu lên. Ống sáo trúc đâu rồi? Quả nhiên Y không phải là một người điếc, bất quá chỉ là phản ứng chậm chạp một chút. Ở đây, Thẩm Thăng Y hạ thanh kiếm xuống, chìa ống sáo trúc ra trước mặt lão nhân nhỏ bé. Lão nhân nhỏ bé ánh mắt tròn xoe sáng rỡ. Té ra là ở đây. Rồi giơ tay toan chụp lấy. Thanh kiếm của Thẩm Thăng Y tức thời di động, lật lại một cái, ống sáo trúc trên đầu thanh kiếm rơi xuống đất nảy lên lanh canh mấy tiếng, đột nhiên biến thành một mớ bột tre theo gió bay tan. Phương Trực nhìn thấy rõ ống sáo trúc bị kiếm khí đánh nát thành bột, nhưng lão nhân nhỏ bé hai mắt đồng thời trợn lên, kế đó vỗ tay. Y vừa vỗ tay vừa vui vẻ nói. Bị thúc thúc này té ra biết làm ảo thuật, thúc thúc ngươi làm nữa đi. Câu nói vừa dứt, y giơ tay mò khắp người mình, lại rút ra một ống sáo khác giống y hệt như ống trước. Làm nữa đi, làm nữa đi. Lão nhân nhỏ bé vừa kêu vừa đưa ống sáo cho Thẩm Thăng Y, giống hệt như một đứa con nít tò mò. Thẩm Thăng Y cười nói. Được, để ta làm nữa. Lời nói chưa dứt, 49 mũi châm nhỏ như lông châu từ ống sáo phóng ra không tiếng động bắn vào người Thẩm Thăng Y. Mũi châm loang loáng máu xanh, rõ ràng có tẩm chất kịch độc. Khoảng cách quá gần, độc châm lại không tiếng động phóng ra rất mau, nếu là người khác chắc chắn là không kịp tránh, nhưng Thẩm Thăng Y thân hình cũng như ánh chớp chợt bắn người sang trái, trong đường tơ tránh thoát mười mấy mũi độc châm, kiếm trong tay cũng vung lên, đánh rơi số độc châm còn lại. Sự việc xảy ra rất mau, Phương Trực đứng gần đó không kịp có phản ứng gì. Ngay cả lão nhân nhỏ bé cũng đứng im một chỗ, không tấn công cũng chẳng chạy đi. Hiện tại, y có muốn chạy đi cũng không kịp bởi vì Thẩm Thăng Y và Phương Trực hai người đã bao vây y vào giữa. Phương Trực thở dài. Xem ra ta quả thật không phải một người trong chốn giang hồ. Thẩm Thăng Y ơ hờ nói. Ngươi vốn không thích hợp. Phương Trực lại hỏi. Bây giờ chúng ta hỏi y được chứ? Thẩm Thăng Y định nói, lão nhân nhỏ bé đột nhiên mở miệng. Cho dù ngươi có giết ta, ta cũng không nói. Giọng nói vẫn y như cũ, có điều thần thái không có vẻ ngớ ngẩn nữa. Thẩm Thăng Y nói. Nhưng ngươi chưa biết là ta hỏi gì kia mà. Lão nhân nhỏ bé chẳng tỏ chút biểu cảm. Cho dù ngươi hỏi gì ta cũng không biết. Thẩm Thăng Y vẫn thản nhiên. Âu Dương Lập là do ngươi giết. Chẳng lẽ ngươi muốn trả thù cho y? Thẩm Thăng Y đáp. Cũng không phải, nhưng ngươi lại điều khiển y tới đây. Ngươi muốn nói ta muốn giết ngươi chứ gì? Lão nhân nhỏ bé cười lạnh lùng tiếp. Không sai, điều này ta có thể trả lời cho ngươi, cái này ai bảo ngươi quá sức tò mò cho nên đã trở thành cái gai trong mắt đối với một người. Ủa, có phải là với chủ nhân của thanh đao không? Lão nhân nhỏ bé hỏi. Thanh đao, đao gì? Ma đao. Lão nhân nhỏ bé sừng sốt. Ngươi cũng biết trên đời có một thanh ma đao à? Thẩm Thăng Y cười cười. Có những chuyện xem ra tuy rất bí mật, nhưng tiếc là xét ra trong thiên hạ không có chuyện gì là bí mật. Lão nhân nhỏ bé sừng sốt nhìn Thẩm Thăng Y, chợt thở dài một tiếng, lại hỏi. Ngươi có biết tại sao ta thở dài không? Thẩm Thăng Y gật đầu. Vì thực ra ngươi không ngờ rằng bí mật của ngươi đã bị tiết lộ. Lão nhân nhỏ bé lắc đầu. Lầm rồi, ta thở dài là vì ngươi đấy. Thẩm Thăng Y hơi ngạc nhiên. Vì ta à? Ngươi xem ra thì rất giống một kẻ quân tử, và lại còn là một người bạn của Phương Trực, ta vốn đã khâm phục ngươi, bất kể là ngươi nói cái gì ta cũng tin cả. Thẩm Thăng Y trầm ngâm một lúc. Lão nhân nhỏ bé lại thở dài nói tiếp. Đáng tiếc là ngươi không nói láo câu nào. Thẩm Thăng Y nói. Thật thế à? Trong thiên hạ có lẽ căn bản không có chuyện nào là tuyệt đối bí mật, có lẽ ngươi cũng đã biết rồi. Lão nhân nhỏ bé lại thở dài. Nhưng đáng tiếc là ngươi lại biết chưa đủ. Cho nên ngươi biết ngay là ta nói láo. Lão nhân nhỏ bé cười cười. Ừ. Có người từng nói với ta rằng, không có ai nói chuyện mà đáng tin được cả. Câu nói ấy rất mâu thuẫn. Cho nên ta cũng không tin câu nói của y, gặp người vừa ý, lại không tự chủ được cứ dốc gan dốc ruột ra mà nói, kết quả ấy ta đã được nếm nhiều rồi. Lão nhân nhỏ bé so vai. Cũng vì thế nên rốt lại ta không thể không thừa nhận câu nói ấy là rất hợp lý. Thẩm Thăng Y chỉ cười gượng. Lão nhân nhỏ bé nói tiếp. Ta cũng còn nghe một câu nói khác. Chỉ cần tỏ bày ý tốt thì có nói láo cũng tha thứ được. Ngươi đã tha thứ cho ta rồi. Lão nhân nhỏ bé trịnh trọng gật đầu. Dĩ nhiên vì ngươi đã tỏ bày ý tốt. Vậy bây giờ ngươi có thể trả lời ta mấy câu hỏi được không? Lão nhân nhỏ bé hỏi lại. Ngươi căn cứ vào đâu mà biết rằng ta không phải là một người ngớ ngẩn, hay là vì ta giả chưa giống? Giống thì có giống, đáng tiếc là có lắm chỗ không hợp. Thẩm Thăng Y ánh mắt nhìn lên mặt Âu Dương Lập. Giả dụ như, ngươi vừa trong hẻm chạy ra thì nhìn thấy Âu Dương Lập ở đây ngay, nhưng đột nhiên lại biến thành một thằng mù cách có mấy tấc mà vẫn không nhìn thấy ống sáo. Chẳng lẽ không giống người ngớ ngẩn à? Thẩm Thăng Y hứng hờ cười một tiếng. Có thể cũng giống, nhưng ta đã thấy qua nhiều người ngớ ngẩn rồi, không phải như ngươi. Lão nhân nhỏ bé vỗ tay cười lớn. Ngươi thật là một người may mắn. Rất nhiều người suốt đời không được gặp cả một kẻ ngớ ngẩn, ngươi mới bấy nhiêu tuổi, mà đã thấy qua nhiều chuyện rồi đấy. Lão nhân nhỏ bé lại quan sát Thẩm Thăng Y. Đúng ra mà nói, may mà ngươi có một thân võ công không tầm thường. Phản ứng nhanh nhạy như ngươi không có nhiều người đâu. Những lão nhân ra tay tàn độc giống ngươi cũng hiếm có lắm. Lão nhân nhỏ bé lại cười. Nếu ngay cả vô âm thần trừ ngươi cũng không tránh thoát, thì không có tư cách đứng đây nói chuyện với ta. Thẩm Thăng Y thản nhiên nói. Cái đó đương nhiên, vô âm thần trừ một khi đã phát thì có 49 mũi độc châm nhỏ như lông châu bắn ra chuyên phá nội kình, không thuốc nào chữa được. Nếu ta không tránh thoát, bây giờ đã nằm dưới chân ngươi rồi. Lão nhân nhỏ bé gãi đầu. Đối với ta thì đó không phải là một chuyện hay. Nói cho cùng, thật ra bây giờ ta không biết phải làm như thế nào để đi khỏi đây. Thì trả lời mấy câu hỏi của ta xong, ngươi có thể rời khỏi đây ngay. Lão nhân nhỏ bé danh mãnh nháy mắt nói. Thật không? Thẩm Thăng Y gật đầu, lão nhân nhỏ bé thở dài một tiếng nói. Chỉ sợ ta trả lời ngươi xong, ngươi chịu để cho ta đi, ta cũng đi không được xa. Tại sao thế? Lão nhân nhỏ bé nhìn qua Âu Dương Lập. Còn hỏi làm gì nữa? Âu Dương Lập vẫn đứng sững ở đó, da thịt trên bụng đã tan hết lộ ra xương trắng. Thẩm Thăng Y vừa nhìn tới, bất giác dùng mình ớn lạnh. Phương Trực bên cạnh chợt nói. Các ngươi chỉ có hai người. Nói tới chữ, người, y đặc biệt dằn mạnh. Phương Trực trầm giọng nói tiếp. Muốn khống chế các ngươi không phải là khó đâu. Lão nhân nhỏ bé chỉ cười. Phương Trực nhìn Thẩm Thăng Y một cái. Ta vẫn không tin trên đời lại có thứ gọi là ma. Lão nhân nhỏ bé như không để ý. Chẳng ai muốn tin cả. Ngươi mà không trả lời mấy câu hỏi của người bạn ta đây thì ngươi cứ nghĩ đến chuyện thoát thân xem. Lão nhân nhỏ bé gãi đầu mạnh hơn. Đang nghĩ đây. Thẩm Thăng Y chợt nói. Âu Dương Lập có thể không chết, vậy tại sao y phải chết? Lão nhân nhỏ bé nói. Y đặc biệt quá, rất dễ bị người ta theo dõi. Còn ngươi thì sao? Lão nhân nhỏ bé sắc mặt lạnh lùng. Ta không giống y. Là vì ngươi không lợi dụng y được nữa, nhưng địa vị của ngươi trên y phải không? Lão nhân nhỏ bé lắc đầu. Ngươi không thấy hỏi như vậy là quá tham lam sao? Thẩm Thăng Y nói. Đó là vì ta biết ngươi có thể giải đáp nhiều điều ta còn nghi ngờ. Nói thế thì thật ra ngươi đã khẳng định là ta lợi dụng Âu Dương Lập, là địa vị của ta hơn y rồi. Chẳng lẽ không phải sao? Lão nhân nhỏ bé không đáp. Thẩm Thăng Y ánh mắt di động. Dường như một kẻ quan trọng như ngươi không nên mạo hiểm. Chẳng lẽ con hẻm này không có đường khác để chạy thoát à? Lão nhân nhỏ bé đôi mắt tròn xoe chuyển động. Đúng thế, hai bên hẻm có tường rất cao, khinh công của ta lại không giỏi. Phương Trực nói chen vào. Cho nên ngươi giả làm một kẻ ngớ ngẩn chạy ra, hy vọng là lừa được bọn ta. Lão nhân nhỏ bé thở dài. Phương Trực lắc đầu. Ngươi biết vì sao ta thở dài không? Phương Trực chưa trả lời, lão nhân nhỏ bé đã nói tiếp. Đó là vì trên đời lại có một thằng ngốc vô phương cứu chữa như ngươi. Phương Trực lại sửng sốt. Lão nhân nhỏ bé quay qua hỏi Thẩm Thăng Y. Chắc ngươi không tin lời ta. Thẩm Thăng Y gật đầu. Sở dĩ ngươi ra khỏi con hẻm, là vì ngươi tin chắc rằng có thể chạy thoát được. Lão nhân nhỏ bé vỗ tay cười lớn. Nói đúng lắm. Tiếng cười chưa dứt, Âu Dương Lập nãy giờ đứng yên chợt kêu lên một tiếng, giơ hai tay ra nhảy sổ vào Thẩm Thăng Y. Lão nhân nhỏ bé thân hình cũng đồng thời lui mau lại, vọt trở vào trong con hẻm, khinh công của y đúng ra mà nói thì không phải kém, những người khinh công bằng được y sợ không có mấy. Thẩm Thăng Y nghiêng người tránh qua thế công của Âu Dương Lập, thân hình lại lướt tới, đuổi theo lão nhân nhỏ bé. Thân thể Âu Dương Lập lúc ấy nát vụn ra. Thân thể y còn mang thuốc nổ, nhưng đến bây giờ mới nổ, máu thịt bắn tung tóe. Thuốc nổ này không mạnh lắm, nổ tung người Âu Dương Lập rồi, không làm Phương Trực bị thương, chỉ làm cho y cả người lập tức dính be bét máu thịt. Đó đều là máu thịt của Âu Dương Lập vì Phương Trực đứng cạnh y quá gần. Y vốn định giúp Thẩm Thăng Y ngăn cản Âu Dương Lập để Thẩm Thăng Y đuổi theo lão nhân nhỏ bé. Âu Dương Lập nổ tung ra, dĩ nhiên là y rất bất ngờ, lập tức một mùi tanh tưởi bốc lên, xông vào tận gan ruột Phương Trực. Vị quân tử này đứng ngây ra một lúc rồi mới băng mình lùi lại một trượng, hai tay chống vào tường, bắt đầu nôn. Dĩ nhiên, y nôn ra toàn nước đắng. Trong con hẻm tối om, ánh đèn trên đường đương nhiên không chiếu tới, trong bóng đen mà nhìn, không thấy đầu kia. Ánh mắt của Thẩm Thăng Y tuy rất tinh tường, cũng không thể nhìn xa quá, may mà lão nhân nhỏ bé chạy chưa xa lắm. Lão nhân nhỏ bé này trông giống hệt như một quả cầu tròn, ba chân bốn cẳng chạy mau vào con hẻm, nhìn trông rất buồn cười. Vốn là Thẩm Thăng Y bước một bước thì bằng y chạy hai bước, nhưng nhất thời cũng không thể rút ngắn khoảng cách. Nói khác đi, lão nhân nhỏ bé này về khinh công còn hơn Thẩm Thăng Y, nếu thân hình y cao như Thẩm Thăng Y thì Thẩm Thăng Y rất khó đuổi kịp. Nhưng khinh công của y với thân hình thì chẳng có gì quan hệ, chỉ là thân hình như thế mới có thể phát huy được tài năng của y. Thẩm Thăng Y vốn có thể đuổi nhanh hơn, nhưng nghe thấy tiếng nổ chợt chạy chậm lại. Chàng lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, đến khi nghe thấy Phương Trực nôn mới hoàn toàn yên tâm. Lão nhân nhỏ bé không hề quay đầu, cứ chạy thẳng. Con hẻm dường như vô tận, nhưng cũng có chỗ cuối cùng. Đuổi về phía trước vài mươi trượng, có một bức tường cao ngăn lại. Lão nhân nhỏ bé nhìn thấy bức tường lập tức dừng lại như định leo lên, rồi tiến nhanh tới bên cạnh. Thẩm Thăng Y cũng đồng thời dừng lại, cách lão nhân nhỏ bé không tới hai trượng. Lão nhân nhỏ bé dựa lưng vào tường, trong bóng đêm hai con mắt tròn xoe dường như sáng hơn, sợ hãi nhìn Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y nhìn thấy trong mắt y có ánh sợ sệt, nhưng không dám chắc là y sợ thật hay không. Lão nhân nhỏ bé đã không phải là một người ngó ngẩn, thì phải biết con hẻm sẽ có chỗ tận cùng, thế mà y vẫn cứ chạy vào, nếu không phải vì quá hoảng sợ thì ắt phải có âm mưu gì đó. Thật ra thì trước khi chạy vào trong con hẻm, y cũng chẳng có vẻ gì là quá hoảng sợ, Thẩm Thăng Y vì vậy càng ra tâm đề phòng. Hai bên con hẻm là tường cao, có không ít cành cây chìa ra phía trên, ngoài tiếng gió thổi lá rì rào ra không có tiếng gì khác lạ. Trong đám cành lá dường như không có ai ẩn núp, Thẩm Thăng Y cũng không có cảm giác ấy. Tai mắt của chàng rất linh mẫn, nếu chàng cũng không cảm thấy có người, thì người ẩn núp phải là loại cao thủ hạng nhất. Nhưng rốt lại có cao thủ nào núp ở đó không, Thẩm Thăng Y tuy không biết rõ, nhưng cho dù là có thì muốn tập kích chàng cũng không dễ. Trừ phi võ công của y cao hơn hẳn chàng. Cũng lúc ấy, lão nhân nhỏ bé bắt đầu thở dốc một cách đáng ngại. Thẩm Thăng Y không nói tiếng nào, hai mắt nhìn chằm chằm vào y. Lão nhân nhỏ bé lắp bắp hỏi. Ngươi, tại sao ngươi lại trở thành một kẻ hung dữ như thế? Thẩm Thăng Y hững hờ nói. Xem ra dường như ngươi đã quên rằng sau lưng có tường. Lão nhân nhỏ bé cực kỳ bối rối. Dường như thế, tuổi tác càng cao thì trí nhớ càng giảm. Thẩm Thăng Y lặng lẽ nói. Thật thế à? Lão nhân nhỏ bé ánh mắt di động. Bây giờ dường như ta không chạy thoát được rồi. Cho dù ngươi mọc thêm hai cánh, cũng không thể bay thoát. Thẩm Thăng Y tỏ vẻ huynh hoang, nhưng chàng đang chờ xem lão nhân âm mưu gì. Lão nhân nhỏ bé lắc đầu. Ta không phải là chim, làm sao mọc cánh được. Nói xong đưa mắt nhìn quanh. Ba phía là tường cao hơn ba trượng dựng thẳng như ngọn bút, đối với y quả là cao không thể với tới, có lẽ việc bắt y không phải là khó khăn, nói chung ai cũng có cảm giác ấy, kể cả Thẩm Thăng Y. Nhưng chàng không vì thế mà chủ quan. Lão nhân nhỏ bé lập tức buột miệng nói. Bức tường này cao quá. Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng. Có thể ngươi cũng nhảy qua được đấy. Bằng vào thân thủ của ngươi thì bắt được ta trước lúc đó quả không khó gì. Ngươi nói thế làm ta thêm tin tưởng đấy. Lão nhân nhỏ bé khua khua hai tay. Thế theo ngươi thì ta phải làm thế nào? Ta đã nói rồi. Lão nhân nhỏ bé huênh hoang thở khì khì. Không ngờ một người như ngươi mà còn cố chấp hơn cả ta. May mà tuy có mọc cánh cũng khó bay thoát được, nhưng nếu ta muốn rời khỏi đây, cũng không phải là không có cách. Thẩm Thăng Y ủa một tiếng, chằm chằm nhìn y. Lão nhân nhỏ bé nói tiếp. Chỉ cần ta biến thành một làn khói nhẹ thì có thể bay lên trời. Câu nói vừa dứt, lão nhân nhỏ bé hai tay chợt vỗ một cái, bộp một tiếng kỳ lạ, một làn khói dày đặc bốc lên cuồn cuộn che khuất trước mặt Thẩm Thăng Y. Lão nhân nhỏ bé kêu lên. Cẩn thận khói độc đấy nhé. Thẩm Thăng Y sừng sốt rồi nhảy sổ về phía trước. Trong chớp mắt ấy, làn khói dày đặc đã lan rộng, dĩ nhiên Thẩm Thăng Y cũng tiến vào trong màn khói. Thân hình chàng mau lẹ vọt lên trước một trượng, nhưng khi đã ở giữa màn khói, chàng lại chẳng nghe thấy gì cả. Lão nhân nhỏ bé kia chẳng lẽ vẫn đứng yên tại chỗ sao? Thẩm Thăng Y ý nghĩ xoay chuyển, thân hình lại dừng lại, chung quanh chàng đã đầy khói mù, ngẩng đầu lên nhìn cũng không thấy bóng sao. Màn khói quả thật là dày đặc, huống hồ lại còn bốc lên trong một ngõ hẻm tối đen, làn khói cũng trở thành tối om om. Thẩm Thăng Y như là nghi ngờ, nhưng đó chỉ vì có một cảm giác. Chàng liên tục nghiêng tai nghe ngóng, nhưng thủy chung vẫn không nghe thấy tiếng động nào. Đúng lúc ấy, ngay cả gió cũng tắt.